Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã xem và ủng hộ kênh YouTube của Nghi. Thì những thông tin Nghi chia sẻ với các anh chị mang tính chất tham khảo. Nếu có thông tin nào hữu ích, các anh chị vui lòng chia sẻ với Nghi. Và những anh chị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để Nghi có thêm nhiều động lực chia sẻ những thông tin hữu ích về bất động sản đến các anh chị. Và các anh chị cũng gửi cho bạn bè người thân cái video clip của Nghi để họ đăng ký và chia sẻ để cùng nhau thành công trên con đường kinh doanh bất động sản các anh chị nhé. Thì khách đầu tư chuyên nghiệp thường quan tâm đến bất động sản như thế nào để lời ngay lúc mua? Đây là chủ đề của chúng ta quan tâm trong ngày hôm nay. Thì Nghi thấy hầu như các nhà đầu tư chuyên nghiệp chung họ thường quan tâm đến những đặc điểm sau đây. Thứ nhất đó là họ quan tâm vào thời điểm mua, thời điểm mà người bán ra thì họ mua vào, bởi vì chính lúc này họ dễ dàng chọn được cho mình một bất động sản có giá trị cao. Và thứ hai đó là họ chọn khu vực và vị trí, khu vực đang có nhiều tiềm năng và có nhiều dự án mà chính phủ và các nhà đầu tư lớn quan tâm. Và giá là một điều cực kỳ quan trọng, bởi vì họ luôn luôn mua được cái giá mà thấp hơn thị trường. Lúc này họ mua được cái giá thấp hơn thị trường là họ đã lời ngay lúc này rồi. Và dĩ nhiên là không thể tránh được là phải có sổ đỏ rõ ràng, pháp lý an toàn. Và thêm một đặc điểm nữa, đó là cái bất động sản mà họ chọn mua phải nằm ở con đường rộng, nơi mà buôn bán đông đúc, cạnh biển, cạnh trường học, cạnh chợ, cạnh các tiện ích, và tránh hố ga, tránh trụ điện, tránh nhà chùa, tránh nhà thờ, đâm đường, gọi là đâm đường. Thì đó là những điều mà các nhà đầu tư họ quan tâm, họ tìm mua. Nghi chia sẻ với các anh chị là hiện tại đất nền đang là cái xu hướng của năm 2021. Thì bên công ty Nghi đang phân phối một số đất nền ở khu vực Diên Khánh và Cam Ranh, chính xác cụ thể là ở Cam Hải Tây, khu vực Cam Ranh. Thì bên Nghi có đất nền thổ cư 100%, với diện tích 100m2. Thì các anh chị mua cho mình một bất động sản tại đây. Để xem thêm thông tin chi tiết thì các anh chị vui lòng vào YouTube trước của Nghi. Nghi có chia sẻ rất là rõ về cái sản phẩm này. Và số điện thoại của Nghi là 0